Rồi, xin chào bạn. Trong trường hợp ba của bạn có đặt stent mạch vành, hiện tại thì những trường hợp đặt stent mạch vành thì mình thường có sử dụng thuốc kháng đông. Ngoài ra nữa, ông có cái COPD cộng với cái tăng huyết áp. Thì những cái này theo những cái bệnh nền như thế này thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế và theo cái quy định của Bộ Y tế là 2995 thì những trường hợp này mình sẽ trích tại bệnh viện để được kiểm soát tốt hơn và xử lý tốt hơn khi mà mình trích vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca.